Xin chào các bạn, đây là hệ thống cửa hàng của Y khoa Bình Minh. Sẽ giới thiệu với các bạn máy triệt long AQM006. Rồi đầu tiên thì về phần ngoại hình của máy thì nó rất là nhỏ gọn này, nó phù hợp với những spa thẩm mỹ. Rồi về cái phần châm nước thì mình sẽ châm nước ở trong này nhé. Cái khoang đầu tiên là khoang châm nước này. Khoang thứ hai á, là khoang bao hiểm nước đã đầy thì mình sẽ khóa lại. Còn khoang thứ ba là khoang xả nước này. Sau khi mình sử dụng nhiều á, khoảng tầm 1 tháng mình thay nước 1 lần đến 2 lần. Rồi, nó sẽ kèm theo, máy sẽ kèm theo những cái phụ kiện đi kèm này, kính này, rồi những cái đầu bắn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về cái cách sử dụng. Đầu tiên mình sẽ cắm cái nguồn điện vào 220 vào. Rồi sau đó mình sẽ bật cái chìa khóa này, mở máy. Rồi, mình sẽ lên giao diện trên màn hình. Sau đó mình sẽ bấm Enter. Đây, nó sẽ có 6 chức năng. Chức năng đầu tiên đó là chức năng triệt chậm những cái vùng mặt này, bikini, những vùng có cái khoảng nhỏ để mình triệt. Cái chức năng thứ hai là chức năng trẻ hóa da. Sau khi mình đi liều thì trong mình có thể xài chức năng này. Rồi chức năng thứ ba là chức năng trị sắc tố, hỗ trợ điều trị sắc tố da. Chức năng thứ tư là chức năng điều trị mao mạch. Còn cái này thì mình sẽ điều trị mụn. Và chức năng cuối cùng là chức năng triệt nhân bằng công nghệ OBT FHR. Rồi mình sẽ và một phần nhìn vào màn hình này. Rồi ở trên màn hình sẽ hiển thị những cái thông số cho mình này. Cái này là cái bông tuyết, nó đầu làm lạnh này được hiệu quả hơn, với lại là làm cho da mình không bị kích ứng hay là bệnh đỏ. Rồi tiếp theo cái chức năng IPL này là cái cường độ, cái độ ánh sáng mạnh hay yếu, nó sẽ chỉnh vào cái này. Thường thường thì mình bấm từ khoảng 5, rồi dần dần mình sẽ tăng lên tùy theo cái vùng da của khách. Còn chức năng RF này thì khuyến cáo cho mình thì mình xài gần gần mắt của nó luôn, để làm cho cái da hay là cái cơ mình nó được săn chắc và cái độ đàn hồi cao. Rồi tiếp theo là những cái thư mục này á, thì là những cái thông số của khách hàng. Sẽ một khách hàng mình có thể lưu vào đây. Rồi cái hiển thị cái nhiệt độ này, từng mức nước đó, nó sẽ hiển thị như thế này. Mình chỉ quan tâm cái này với cái này. Sau khi mình setup xong á, thì mình sẽ bấm ready. Cần nó hoạt động tầm khoảng 15 đến 20 giây thì mình có thể làm điều chỉnh. Mình sẽ nhấn này. Mình sẽ nhấn bên này, nút bên này. Mình sẽ cào sạch cái vùng da. Mình sẽ đi liệu trình. Mình không được bắn trực tiếp vào đây nha các bạn, nó sẽ hư màn hình của máy. Với một lưu ý nữa thì khi mình đi xong mình sẽ lau sạch cái phần vỏ này, rồi liên quan đến cái phần trần này mình phải lau sạch. Cái này mình sẽ để gắn cái đầu 640 này, cái đầu triệt long. Mình sẽ bán thử nha. Mình bán thì mình sẽ đeo kính vào. Rồi. Sau khi mình làm xong á, mình sẽ gắn lại đây. Để cái công tắc này là cái khi mình có trường hợp gì nó khẩn cấp
mình sẽ nhấn vào đây, nó sẽ được tự động tắt. Mình xoay xoay theo chiều kim đồng hồ này, nó sẽ bật lên lại. Rồi thì nó sẽ có hai cái đầu kèm này, này là đầu trị mụn này với giải hóa này. Đó, nó sẽ có hai đầu, tùy vào mình làm cái chức năng gì mình sẽ xài đầu đó. Vừa rồi mình đã giới thiệu qua cái sản phẩm mẫu mới của bên mình. Các bạn mua hàng thì có kỹ thuật viên hướng dẫn và tư vấn lắp đặt tận nơi. Máy này bên mình bảo hành 12 tháng. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.